X51 Story mến chào quý thính giả. Năm xưa Hán sở tranh hùng, hạng vũ tài danh lẫy lừng, xuất thân cao quý nhưng lại thất bại dưới tay Lưu Bang, vốn là nông dân ít học. Nhìn vào lý lịch của vị hoàng đế khai quốc nhà Hán, ai cũng có thể nhận ra Lưu Bang không giỏi binh pháp, không giỏi cầm quân, lại sống buông thả ham mê tửu sắc. Tuy vậy phẩm chất khiến ông trở thành bá chủ thiên hạ chỉ gói gọn trong hai chữ, dụng quân. Lưu Bang là bậc thầy trong thuật dùng người. Vị quân vương luôn biết cách chiêu mộ người tài và người tài cũng vì vậy mà tự nguyện giúp ông hoàn thành bá nghiệp. Sau khi diệt Sở, thu Giang Sơn về một mối, Hán Cao Tổ Lưu Bang trong bữa tiệc ăn mừng ở Lạc Dương mới hỏi quần thần rằng có biết ông và Hạng Vũ khác nhau ở chỗ nào không? Các quan trong triều đều cho rằng ông là người nhân nghĩa, chính trực. Việc tính toán trong màn trướng mà quyết định sự thắng ở ngoài ngàn dặm thì ta không bằng Trương Lương, trị nước nhà, vỗ yên trăm họ. Vận tải lương thực không bao giờ gián đoạn thì ta không bằng Tiêu Hà, đoàn kết trăm vạn người như một, đánh tất thắng, tấn công chắc chắn được thì ta không bằng Hàn Tín. Ba người này đều là những kẻ hào kiệt, ta biết dùng họ cho nên lấy được thiên hạ. Hạng Vũ có một Phạm Tăng mà không biết dùng cho nên mới bị ta bắt. Có thể thấy, những nhân tài đứng sau Lưu Bang mới chính là điều làm nên sự khác biệt của vị hoàng đế. Trong đó, người Hán Cao Tổ trọng dụng nhất chính là nhân vật được nhắc đến đầu tiên, Mưu Thánh, Trương Lương. Trương Lương được liệt vào hàng ngũ 10 đại quân sư kiệt xuất nhất lịch sử Trung Quốc, đứng vị trí thứ 3 chỉ sau Khương Tử Nha và Lưu Bá Ôn, đứng trên Gia Cát Lượng tới 4 bậc. Vậy Trương Lương có tài năng kiệt xuất gì mà lại được đánh giá cao tới vậy? Sau đây X51 Story sẽ cùng quý thính giả luận bàn về hai kế sách của Mưu Thánh Trương Lương đã giúp Lưu Bang định thiên hạ. Một là, cứu Lưu Bang khỏi, kiếp nạn, Hồng Môn Yến. Hồng Môn Yến hay bữa tiệc ở Hồng Môn thoạt nghe chỉ giống như một bữa tối của các vị quân vương nhưng lại chính là sự kiện làm bùng nổ cuộc chiến kéo dài 5 năm giữa Lưu Bang và Hạng Vũ. Sự kiện bắt đầu vào cuối năm 207 trước công nguyên, khi Lưu Bang và Hạng Vũ đều muốn chiếm được vùng đất trung tâm của nhà Tần ở Quan Trung. Lúc này Hạng Vũ là người đến sau, nhận thấy quân Lưu Bang vào chiếm Quan Trung trước thì vô cùng tức giận, muốn lên kế hoạch vây quân chiếm lại. Quân đội của Hạng Vũ có tới 40 vạn binh trong khi Lưu Bang chỉ mang vỏn vẹn 10 vạn binh nên nếu đánh thì thắng thua đã rõ ràng. Chớ trêu thay, Hạng bá chú của Hạng Vũ lại là bằng hữu thân tín của Trương Lương. Vì lo lắng cho tính mạng bạn mình, Hạng bá đã tìm đến trại để kể tình hình và khuyên Trương Lương nên trốn đi. Nhận được tin, vị quân sư kiên trung lập tức báo cáo cho chủ soái Lưu Bang, còn chỉ rõ đường đi nước bước sao cho quân mình rút lui êm đẹp trước sức mạnh của Hạng Vũ. Nghe theo lời, Mưu Thánh, Lưu Bang bèn tranh thủ sự giúp đỡ của Hạng Bá, để Hạng Bá nói với cháu trai mình rằng quân đội của ông đã sẵn sàng quy phục. Nhờ đó, Lưu Bang được mời đến bữa tiệc Hồng Môn do Hạng Vũ chuẩn bị. Trương Lương đã sớm căn dặn, chủ soái của mình đến tiệc phải ứng xử khiêm nhường, phải liên tục ngợi khen Hạng Vũ là bậc kỳ tài trong thiên hạ, không ai sánh được. Lưu Bang nhất nghe theo, còn nói thêm rằng quân mình tiến vào Quan Trung trước chỉ là do may mắn, mong Hạng Vũ đừng nghe lời những kẻ xấu xa đặt điều. Ban đầu, kế sách của Phạm Tăng, quân sư thân tín của Hạng Vũ, là dụ Lưu Bang đến Hồng Môn Yến để tiêu diệt. Thế nhưng khi nhìn thấy bậc cha chú hơn mình tới 30 tuổi đang phủ phục trước mắt, Hạng Vũ kiêu ngạo không thể không động lòng. Tây Sở Bá Vương cuối cùng bỏ ngoài tai lời quân sư, quyết định thả hổ về rừng, không giết Lưu Bang. Đây chính là quyết định sai lầm nhất của Hạng Vũ khiến ông phải chịu hậu họa lớn. Đứng trước một vị chiến thần tài hoa nhưng kiêu ngạo như Hạng Vũ, Trương Lương đã dùng đến kế sách mà hậu thế gọi là kim thiền thoát xác hay ve sầu thoát xác, nghĩa là bên ngoài nhẫn nhịn chịu đựng, bên trong âm thầm chuẩn bị lật ngược tình thế. Mưu kế hơn người này đã khiến Lưu Bang ngày càng thêm trọng dụng vị quân sư thân tín. Hai là dùng một khúc nhạc phá tan 10 vạn quân Sở, đánh bại bá vương Hạng Vũ mạnh mẽ nhất. Năm 202 trước công nguyên, Lưu Bang trải qua nhiều năm giao chiến với Hạng Vũ thì nhận thấy mình thua nhiều hơn thắng. Muốn một lần tiêu diệt tận gốc Tây Sở Bá Vương, Lưu Bang nhất định phải hội đủ quân mới có cơ hội. Giữa thời khắc nội bộ mâu thuẫn, rối ren Lưu Bang và danh tướng Hàn Tín xảy ra bất hòa, quân sư Trương Lương buộc phải ra tay dàn xếp. Để giữ chân vị tướng, bách chiến bách thắng, Trương Lương tự thân đến gặp Hàn Tín thuyết phục rằng ông nên cùng Hạng Vũ hội quân đánh bại kẻ thù, chỉ có vậy ngôi vị của ông mới vững chãi. Hàn Tín nghe vậy, phần vì nể nang Trương Lương, phần vì căm ghét kẻ thù chung, nên đã quyết định bỏ qua hiềm khích hội quân cùng Lưu Bang. Đối với các nước chư hầu khác, Trương Lương bày cho chủ soái của mình cách dùng của cải, đất đai để phong thưởng lấy lòng họ. Cuối cùng thu nạp lực lượng quân sĩ lớn vượt trội so với quân Sở, tiến đánh trận Cai Hạ, trận đánh then chốt trong cuộc chiến Hán Sở tranh hùng. Theo Hán Sở tranh hùng của Mộng Bình Sơn, năm 202 trước công nguyên, Hạng Vũ trúng kế của Hàn Tín. Ông và 10 vạn quân Sở của mình bị lực lượng áp đảo của Hán Vương Lưu Bang cùng các nước chư hầu bao vây ở Cai Hạ, tình thế rất nguy cấp. Tuy nhiên, chiến thần Hạng Vũ không dễ bị tiêu diệt.
Hạng Vũ và quân đội của ông chống trả quyết liệt nhằm trốn thoát khỏi vòng vây, giao chiến liên tục suốt một ngày. Hạng Vũ một mình đánh lui 60 viên đại tướng của liên quân. Trước sự uy dũng của Hạng Vũ, Lưu Bang cùng Hàn Tín, đại tướng quân bách chiến bách thắng trong lịch sử Trung Quốc, không tài nào tiến lại được. Hạng Vũ cũng tự biết rõ mình không thể để bị bao vây lâu dài, bèn đôn đốc tướng sĩ, lệnh sáng hôm sau đột phá vòng vây quân Hán. Tinh thần quân Sở vì vậy lại lên rất cao. Nếu để cho Hạng Vũ thoát ra ngoài, sau đó gây dựng lại lực lượng phản công thì đúng là mối đại họa với Lưu Bang. Trong tình thế khó khăn, Trương Lương đã thực hiện một mưu kế không tưởng, khiến cho quân Sở từ 10 vạn tan vỡ ngay trong đêm quyết định của cuộc chiến. Vốn là bậc thầy về âm nhạc, nhân lúc đêm khuya canh vắng, Trương Lương lẻn lên núi Kê Minh gần doanh trại quân Sở, thổi lên một khúc nhạc, đó là khúc Tứ Diện Sở Ca nổi tiếng trong lịch sử Trung Hoa. Tiếng tiêu của Trương Lương thổi lên có thể làm cho binh sĩ nước Sở động lòng nhớ quê. Người vui nghe nó càng vui, người buồn nghe nó thì nỗi buồn càng thấm thía. Giữa thời tiết mùa thu, hiu hắt gió vàng, cỏ cây chút lá, binh sĩ nước Sở của Hạng Vũ xa cách quê hương lâu ngày nghe tiếng tiêu liền động lòng, không còn tinh thần chiến đấu nữa. Khắp doanh trại quân Sở vang lên tiếng khóc thương, quân Sở bèn rủ nhau bỏ trốn hết trong đêm, các tướng lĩnh không ngăn cản được cũng rủ nhau bỏ trốn hoặc ra hàng quân Hán. Hồi 39 Hán Sở Tranh Hùng miêu tả, sáng ngày hôm sau, khi Hạng Vũ tỉnh rượu thức dậy, quân số của ông từ 10 vạn chỉ còn lại 800 quân kỵ trung thành ở lại. Hạng Vũ liều chết phá vây ra ngoài nhưng bất lực. Ông bị truy sát đến sông Ô Giang và phải tự vẫn. Câu chuyện trên dẫn từ tác phẩm Hán Sở Tranh Hùng, một bộ tiểu thuyết lịch sử nên có thể có một số tình tiết được tiểu thuyết hóa. Tuy nhiên, sách sử ký của Tư Mã Thiên cũng ghi nhận sự kiện này. Chỉ khác chi tiết Trương Lương thổi tiêu được thay đổi bằng việc Trương Lương hát bài Tứ Diện Sở Ca và truyền lại cho quân Hán học mà hát theo. Hạng Vương đóng quân ở trong thành Cai Hạ, binh ít, lương hết. Quân Hán và quân chư hầu bao vây mấy vòng. Đang đêm, Hạng Vương thức dậy nghe quân Hán ở bốn mặt đều hát giọng Sở. Hạng Vương kinh hoàng, nói, Hán đã lấy được Sở rồi sao? Sao mà người Sở lại đông như thế? Quân Sở vì vậy không còn lòng dạ chiến đấu, bỏ trốn hết cả, một đêm mà tan vỡ. Nhờ mưu kế của Trương Lương, chiến thần Hạng Vũ và 10 vạn quân Sở bị phá mà không tốn một binh một tốt nào. Có thể nói Trương Lương là một trong số ít các nhà quân sự áp dụng thành công tâm lý chiến và cũng là bậc thầy số một khi sử dụng nghệ thuật chiến tranh này. Nhiều tài liệu nói rằng Hạng Vũ cảm thấy mình không có mặt mũi nhìn người Sở nên đã tự sát hoặc vẫn còn sống nhưng đã trốn đi thật xa. Cuối cùng, Lưu Bang thống nhất được thiên hạ, lên ngôi hoàng đế và lấy hiệu là Hán Cao Tổ. Công trạng phò tá Hán Cao Tổ to lớn là vậy nhưng Trương Lương cuối cùng chỉ khiêm tốn xin được nhận một phần đất phong nhỏ hẹp. Tài năng và tầm nhìn của Trương Lương đã khiến Sử gia Tư Mã Thiên hết mực nể trọng. Trong cuốn Sử Ký, Tư Mã Thiên đã xếp câu chuyện của ông vào phần thế gia, tức là phần dành cho các nước chư hầu, những người có địa vị lớn trong giới quý tộc, trong khi Hàn Tín chỉ được cho vào phần liệt truyện các sự kiện, câu chuyện ít quan trọng hơn. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.